Minh Hằng tổ chức lễ ăn hỏi với chồng đại gia, dàn phù dâu toàn mỹ nhân. Chuyện đại sự trăm năm của nữ diễn viên ca sĩ Minh Hằng đang là một trong những sự kiện được khán giả mong ngóng. Trong loạt khoảnh khắc Khả Như đăng tải, sao nữ vừa đi vừa khóc vô cùng trạng trở xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình. Góp mặt trong đám hỏi của Minh Hằng và ông xã đại gia, dàn phù dâu chất lượng gồm Khả Như, Khả Ngân nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Minh Hằng là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí, cô từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, ca sĩ, thời trang. Về đời tư, cô là người khá kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân với cư dân mạng. Hồi giữa tháng 3, sao nữ sinh năm 1987 hạnh phúc vỡ òa thông báo được bạn trai cầu hôn. Được biết, chồng tương lai của Minh Hằng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hơn cô 10 tuổi. Qua thông tin được các thánh soi tìm hiểu, ông xã Minh Hằng là doanh nhân và là đại gia có tiếng. Lễ cưới của cô dâu tháng 6 Minh Hằng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng khi quy tụ dàn khách mời khủng của Vbiz như Đông Nhi, ông Cao Thắng, Hoàng Tùy Linh, Nhu Phước Thịnh. Trước thềm đám cưới, diễn viên Minh Hằng vừa đăng tải bài viết dài chia sẻ xúc động khi là nàng dâu mới. Người đẹp cho biết cũng như nhiều người khác, bản thân cô luôn muốn ngày trọng đại của mình được chỉnh chu, trọn vẹn nhất có thể. Cô không cảm thấy áp lực vì luôn nhận được sự ủng hộ động viên của ông xã. Anh muốn em hãy quyết định tất cả những điều em mong muốn cho đám cưới của chúng mình, Minh Hằng trích lời ông xã U50.